Ồ, mày hết chỗ để luôn. Mày hết chỗ để luôn. Rồi, 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 đây. Ê, cái gì của con không quơ vậy con? Nè, quơ đi. Quơ. Phải nhớ không? Chưa. Chưa. Nè. Ấm ấm thôi. Để đi. Lì lắm, chưa đâu. Trên này đâu có bị gì, trên này nè. Trên này nè. Trên này nó ấm nè. Sợ, sợ. Sao? Hả? Sao? Cái yếm nó đâu? Yếm ở đây, đây, đây sao bà? Yếm mà, ba cái yếm là sau lưng anh kìa. Đó. Tay dài dữ ha, cũng ráng quơ hả? Hả Vũ kiếm chưa? Kiếm đi chứ cái chừng ghế thôi. Chắc qua bị rớt. Tao dở cái tấm ra. Dở ra rồi, dở ra, có kiếm hết rồi. Kéo xin vô. Ngồi ghê chân, ngồi như ông quan tay chân lắc lư rồi gõ bàn nữa. Rồi con không dế cái đũa nè. Dế tới rồi. Rồi ăn nào. Chưa có khăn sữa à? Ăn sữa sau đi. Ăn xong rồi lau. Ăn nào, ăn nào, ăn nào, ăn nào. Miếng này dùng mình đi rồi dùng mình xong rồi tắt rồi nào làm liên tục 5 muỗng ngưng khỏe gì tranh thủ ai chà tranh thủ nó chưa phun hồi tới cái đoạn mà không phun là ngưng rồi đó ai chà đúng rồi đó xay cho nhiều vô chỉ có ăn được đâu xay ít quá cổ nó đâu có xay có nhuyễn khổ vậy đó. Có gì mình muốn bỏ mạng luôn vậy, ngửi dao quá trời. Rửa khó mà chết gì à. Nấu không cực, rửa cực nhất. Mà ăn cuối cùng là vậy ra. Anh em nó chấp xuống xuôi. Ê chà. À con cho bí chứ. Bí ra đó, bí sao nữa. Bí ăn thử coi cháo ngon không để biết con mình ăn cái gì vậy. Mình biết coi nó có ngon không nữa cứ bắt nó ăn mình nhắm nhà nó mình ăn được không thì chịu tại biết sao ăn từ lúc 9:30 ngủ luôn giờ đói rồi nhưng mà táo thôi rồi mọi người cho ăn nhiều quá nên nó cũng không có đói không thèm ăn để chỗ uống nước thôi chứ không cho ăn nữa. Ăn nhiều này. Cái này nó hay mềm mềm gì nó nuốt cái xong để nó đi thì nó có răng tự nhai nó không nhai tự nó bỏ nó sinh tố nó quay từ đâu mà lần gần cái là nó ói à cứ lần gần cho cái là bắt đầu bè rồi ói rồi đủ trò ở này nó cứ nấm mình nấm á nha dần thích uống nước mà uống nước là được uống nước thật được các vị tu hành tàn này có bữa có sao đâu youtuber giờ quay thật sự phải thích Minh Tuệ. Minh Tuệ làm quá Minh Tuệ đã tu khổ tu rồi. Đã tu rồi. Cái dân người Việt mình ngộ ghê không hiểu à. Dạ gọi là khổ tu rồi là phải để cho người ta yên. Người ta không cần người biết. Nó đâu cần gì biết. Bắt đầu câu view câu like vô là nhờ ổng nó bắt đầu kéo lên chứ ăn từ ổng
mà không phải đàn bà đâu nha, đàn bà mình không nói nha, đàn ông nữa chứ. Biết rồi, bây giờ đói khát rồi. Mà có gì đâu mà ngưỡng mộ thần tượng với người ta. Một người từ bỏ, bây giờ mình cũng từ bỏ đi thì mình cũng thành như họ thôi à. Mình không cần phải từ bỏ hết để đi xin. Tức là bây giờ mình giảm bớt những cái nhu cầu hàng ngày. Cái âm đó thì không bàn đâu. Ừ. Những người mà quay... người theo á, ý là những người quấy rối ổng á. Ổng thì có ảnh hưởng như thế ai đâu. Tại ổng đã đi rất lâu rồi chứ không phải là tới bây giờ mới đi. Ổng đi 6 năm rồi. Lần đầu tiên lúc ăn thì sướng tay à. Đơn giản như là cái sức của ổng mà đi từ tỉnh này qua tỉnh kia mà đi bộ rồi thấy ghê rồi. Đi còn đi xuyên một cái chân ổng cháy luôn. Tại vì nếu như chỉ cần mà giả bộ thì chừng chục ngày ổng khóc bỏ chạy rồi. Khổ tu hả? Nó khác biệt với mấy ông thiền sư khác quá. Phải, ông kia là thầy chùa. Mấy kia là đi mang dép. Ông đó là ông thầy chùa, còn ông này thầy tu. Cực cấp là mang dép. Thầy chùa nó khác thầy tu. Ở chùa, ở đây không có chùa. À, thầy chùa nó nhất định phải ở trong chùa. Còn tu thì ở đâu tu cũng được. Không có chùa vẫn tu, ở nhà vẫn tu, ra đường vẫn tu, nghĩa địa cũng tu. Chứ còn thầy chùa là phải có chùa to mới ở. Còn chân tu là người ta đi bằng chân. Còn miệng tu là lên mạng. Liên tiên chửi nhau. Chửi nhau qua loa, không qua cái micro. Đi đào, đi đào Bắc á. Đi đào Bắc á, đi đào Nam đâu. Được nữa rồi cha. Đừng lắc con, đừng lắc. Bắt đầu rồi. Cứ ướn này. Con nít nó hay lắm, không phải đấy đâu. Nó có cái đèn báo hiệu nó no là nó ngưng à. Ép cũng được. Ép nó như người lớn. Người lớn no lắm, ráng nuốt. Đó là lý do tôi cho mập. Bà, anh nhàn còn về vừa nè. Và mẹ đút sướng đó, mẹ đút đi nè cho sướng tay. Trời ơi. A cha. Cái mũi vô người bây giờ. Không sắp rồi đó. Cái chả này không ngon nè, tôi chưa ăn nhưng mà nhìn thêm cái này ngon nè. Cái này giống như là xay thịt nhưng mà không có quết vậy. À, nó bở bở vậy. Không có dai. Nãy ăn thử tí chả chiên thì cũng được. Tại vì nó nhờ cái chiên nó cái khét nó có cái mùi thơm. Chả lụa thì nó thích lắm. Chả lụa chỉ có chả Huế. Huế nó có nguyên cục tiêu trong đó. Chả tươi mà. Huế, chuyện người Huế ta làm. Chả Huế nhưng mà chả quế. Cái dày dày quá đó. Nó ngon như là cái chả nhỏ. Ăn nó ngon như cái chả, chả bún bò mà chả mỏng mỏng. Đó, nó ngon như vậy. Chả bún bò đó là chả lá chuyên làm cho bún bò Huế mà. Chả Huế đó. Đó, cái chả Huế nó cũng ngon như vậy. Ăn cái chả sụn lắm luôn. Còn ăn cái chả này á, hồi cảm thấy nó đắng đắng. Chả bún bún mọc. Bún mọc hả? Mọc lắm thương. Một sụn nấm hương á. Chả này nó đắng, nó có hành the. Nó quết dai rồi, nó nhờ hành the dai. Ăn con. Nó là ngậm. Cháo bi đào. Cháo bi đào. Nhớt. Cháo bi đào. Nó chi phối người khác ăn nó nhịn đó, nó ngoài ngoài hơn ngồi ăn mình. Nó cứ cần quần á, đút được. Khỏi chén.
chén này không chơi được, để bữa nào mày mua cho cái chén nhựa nào. Đúng không ai chào chào ai đây không? Không chào ai vậy? Lau bằng khăn thì anh sợ nha, chứ đi tắm cứ lấy tay vuốt mặt thì không sợ. Đưa tay lên nhúng tay vuốt mặt, lau bằng mặt bằng tay thì không sợ. Cứ khăn vô là bắt đầu dùn người mà. Giờ này toàn đi ra bảo vuốt mặt bằng tay không à, làm vùng phát thì ướt thì trên dưới luôn. Thôi, kỹ rồi đó, tay, chậm tay. Ngón tay nó dài quá ha. Thôi, học nó sâu lên học ói. Nãy mà nhìn là cái ngón tay nó dài hơn cái bàn tay nữa. Tay còn gái. Còn bà nội nói là tay bút bê, trời ơi. Tay ngồi viết hả? Nói tay ngồi viết hả? Tay thi sinh. Liếu như thế nào thì ăn được. Cái này cũng không dễ lắm. Dạng như có bột trong đó nhiều. Làm kinh doanh mà có phải làm ăn đâu mà ngon được. Uống nước nặng dữ lắm nha. Rồi, nhiều đó rồi. Tại chả chiên nó phải nhiều mỡ, còn cái này làm như chả lụa kiểu miền Bắc. Mỡ rất là ít rồi chiên lên thôi, chứ nó không phải dạng chả chiên của dân miền Nam. Chả chiên của dân miền Nam nó là coi như là thịt mỡ nó nhiều lắm. Vậy cái sụn nấm hương chắc là cục viên tròn tròn rồi. Bỏ hết mắm ở kia hả? Để mắm chấm cá. Quẹo lên hả? Cắm lên hả? Quẹo lên đi. Thôi nhúng cá vào đó. Gắp cá vào đó, nhúng trụng vào đó. Mọc sụn nấm hương nữa hả? Thôi ngấm như vậy đi, một lọc. Mấy ta để lòng cũng được. Sao đó? Đồ người ta làm chả biết cái đó ăn trong ngày hả? Mọc sụn nấm hương á. Ngấm cái gì hả? Hạn chế ăn ngoài. Ừ. Ngấm là cái nguy cơ độc là nhiều nhất. Nhưng Trang cũng mua mà nãy nên Trang đã lấy rồi. Chả mực của Minh Trang thì ngon thiệt mà mắc lắm. 8.000 nửa ký nè, 1 ký vậy. Mực mua không đã 280-300 ngàn ký rồi. Đối với kiểu ăn trên trong này mà mua vậy thì không ăn hết. Như 600.000 tí luôn. Ở trong đây là dân người ta ăn nhiều, chứ phải dạng ăn thân cảnh như người Huế hay là người miền Bắc rồi. Ừ, nó ăn nhiều chứ. Hả? Người Bắc mới ăn nhiều chứ người Nam đâu ăn nhiều. Không, Nam ăn nhiều lắm chứ. Ăn dạng ăn no như nông dân không mà. Dạng dân Huế mà dân cung đình của nó ăn thân cảnh. Ăn ngoài Bắc không? Tô phở nào rồi ăn gấp đôi trong này không ạ? À? Dân người dạng bây giờ mua chả về mà ăn miếng hai miếng. Ừ. Ừ. Ừ.
Hay không? Chả lụa mà muốn ngon phải chiên lại mới ngon. Áp chảo hai mặt xém xém luôn. Nãy đang ăn, cái gì cũng sợ. Có một giờ giả được cái gì không? Sợ ma. Con gấu cũng sợ. Sợ ông luôn á. Con ma không thở, dưỡng hù nó không sợ con gấu. Mày đi chơi với con gấu mà bên nhà chơi với con gấu mà qua đây chơi với mấy con này không chơi. Nhìn kiểu lấm lét con mình đi nhìn thân thiện hơn, mặt cười tươi rói à. Con hôm nay nhìn mặt hí. Chả bò vẫn sang ngon hơn. Bò viên hả nhỉ? Bò viên vẫn sang này em mua hoài luôn, ba má em có ăn lắm. Luộc lên cũng được, chiên cũng được. Nhấp nhép gì? Ăn cái đầu nhép. Mình gọi là giúp thực phẩm sạch. Hai chứng minh, thằng tự nói. Thì ăn mà có vấn đề gì thì kiện với bà. Chúng ta cũng biết người bán. Rau bẩn ngoài chợ ăn mà chưa thấy gì thì nó phải có thời gian. Bao nhiêu năm nó tích lũy từ từ đến 80 tuổi rồi đầu nó mới đủ để nó gây bệnh chứ phải ăn cái dính liền. Chừng nào nó quá cái liều lượng kinh khủng lắm. Nó mà tệ tới mức mà ăn cái dính liền thì nhé, em trả cho bán liền. Có chứ. Thì nó là chuyện làm để ưu tiên. Dẫn đi ăn cái gì đó, về tối đó bà lý trúng thiệt. Đúng liền luôn. Nói chung là cũng tiếng một tí. Không, từ đó là cái đặc tuột ghê thiệt. Nhưng mà mình không sao. Không ăn không? Ăn toàn một tiên không ăn nữa. Nhìn có thấy tươi đâu bạn. Cái người này thì dạng như là mẫn cảm quá. Người mà ăn thực phẩm sạch quá đi ra ngoài chỉ cần ăn thực phẩm khác thôi là chịu không được. Vâng đó. Cái đó lại cũng không tốt. Không tốt. Nó kể cái thích nghi. Mình sống trong môi trường xã hội mà chứ không phải sống ở nhà mình không đâu. Rồi cái tối ngày dị ứng xong rồi dí cái này kia rồi cũng cực không? Ngày tới cái ăn. Với lại là có những cái là về cái vấn đề giao tiếp đó. Hồi xưa nhà em là ba có người bạn là gia đình hay tới chơi đó. Mà không có dùng nước nhà em á. Thích ghê đó sợ, vậy. Sợ. Không phải sợ mà thói quen gia đình người ta là người ta đem theo chai nước người ta uống mà mình mời nước người ta không uống luôn. Rồi tới nhà chơi mà mời nước không uống. Cái tài nút thì ghê rồi sợ sợ. Là chỉ sợ. Lấy nước ở trong nhà nước đem theo rồi uống thôi. Tới vậy á. Sợ nó không được coi sợ đây. Nút tay rồi quẹt quẹt cái ghê rồi quẹt vô bụng ra rồi. Thì có những cái kỹ quá thì nó lại giờ, không bây giờ. Kỹ quá nó làm người nhạy cảm, mẫn cảm quá. Nó nổi rất là nhỏ cái này. Mũi thoa với mũi ai đây nữa. Dịnh dãn hai cái cánh này đây nè. Tao tôi thấy được lúc kêu âm mà tao nói mũi thoa rồi. Mũi ba à? Mũi ba cái nó cụp xuống. Mắt cũng mắt hòa, cũng còn mắt bé. Cái chân mày đúng ba rồi. Mày với hai cái hói. Mày có miệng đâu với ba đâu. Miệng bằng ngoại. Cái chết. Người ký bán cho người một vòng thiệt chứ bây giờ thử đồ ăn nó dở hay là nó ngon
cho con sỉ mà nó sỉ nó là sỉ mà nó ăn về là nó không biết. Em nói gặp thằng sỉ mà nó sỉ nó là sỉ mà nó ăn vô mà nó dở người biết dở là không có đồ đó mình mua luôn. Không sỉ mà gặp cái đồ này là khen. Sỉ đồ này vẫn khen tại mình tỉnh mình mới phân tích được rồi chứ. Nó không đạt được cái thứ gì chả đỡ bụng. Cái bạn nào cũng chở ông đi học Sài Gòn ông cũng kêu ghé về chỗ sắp cũ không? Cái vô ba nước dĩa 35 ngàn. Mà thiệt cái dĩa bự một chả cục mà 4-5 loại chả 35 ngàn hả? Đúng không? Thì cũng không mắc lắm nhưng mà này cũng đã lắm. Đây mình mua 25 ngàn mà có miếng chả mỏng lét. Ở cái cục chả nó bự bằng cái miếng cá này, bự hơn nửa cái túi cá này nè, mà 3-4 miếng vậy mà ăn cũng không có đã dữ như thế. Qua hỏi người ta có bán chả, tại em lúc mà đến tiền em cũng đứng em nhìn coi người ta có dạng như mà cây này không? Bán á, hỏi người ta bán. Hỏi người bán. Chị đi ăn bún bò đó, xong chị cũng mua cái chả cây về á. Từ khi mình mua hết cái tiệm chả chỗ đó thì nó không bán đâu. Dạ, mua 1 ký. Đâu có được, bán nhanh không? Nước canh vậy? Không rồi. Nó mới hấp chén. Tại người ta đưa lên xong tự nhiên người hụt cái mỏ xuống làm chi? Mẹ nhìn lạ cho mẹ đổ thừa. Lạ hả? Lạnh. Nè, thấy không? Đâu? Uống nước lạnh đâu? Nè. Lạnh quá. Ăn cơm cục đá vô ta cá lên vô nó còn mắt nó lần lại. Thăm dò ai vậy? Ừ, nó móc hỏng. Nè. Ừ. Cái ghê chứ. Biết dễ hay không? Biết chừng nào mà la nó biết sợ ta. Thì nó phải biết chuyện đã, giờ nó kêu mà. 3 tuổi. 3 tuổi nó dân nhân. Ba mặt nó dân nhân. 1 tuổi, 2 tuổi. Không. Chào. Mặc cỡ. Chào, tao chào đàng hoàng, mắc cỡ luôn. Lần đầu tiên mà thấy trẻ sơ sinh mà biết mắc cỡ luôn á chị. Thầy con nhỏ giờ em cũng hay nựng nít lắm mà em cũng không thấy đứa nào mà kiểu như này. Trời ơi. Cái gì mà 2-3-4 tháng mà mình ghẹo ghẹo đó mà mắc cỡ ập mặt xuống là nè em biết à, luôn. Chào. Nhưng mà đôi mắt của nó cái kiểu dỗ tay ngá tự nhiên nó rất dễ. Đúng rồi, đó đó, chưa tự giác chào chưa? Đúng rồi, gục đầu. Mỏi mỏi quá rồi nãy giờ. Chào mà. Đặt. Chào chứ, chào. Đó rồi. Để mà lấy khăn đi. Nhung mà lau mặt, mày mã xuống. Nó mất quay clip là đầu tiên là xin chào khán giả. Nắng chưa cày chịu view đi. Lúc tự nhiên là nổi hơn là thầy tu nữa. Đang clip thì người ta có
kiểm soát cái chất lượng của cái clip không, hay là cái muốn đăng gì đăng. Chất lượng là gì? Dạng như là quay mờ quá hoặc là quay mờ, nó không có, nó đâu không kiểm soát, không kiểm soát nội dung. Ví dụ như nhất là trẻ em, nó sẽ bảo vệ cái gọi là cái gì, bảo vệ quyền trẻ em. Cần, đặc biệt là không đánh đập, không đánh nè, để không có lợi dụng nó để kiếm tiền. Mình có thể mình quay với nó bằng cách là mình chăm sóc nó thì được, chứ còn mình quay nó mà để nó phải làm cái gì đó để mình cho cái hút kia là nó bị quánh á, quánh sọc kênh á. Đặc biệt là khỏa thân nha, ngày xưa cứ để trẻ em mà có cái bỉm thôi hoặc là cái gì thôi rồi, chứ giờ không có, nó quánh à. Bữa đâu có ngủ mà anh cong cong cái mông lên tôi mà cũng bị quánh. Hành động nhạy cảm, nhạy cảm, cái nhúng cái nhúng cái nhúng. Nhạy cảm khiêu khích nha không? Anh cong cong lên cái nhúng cái nhúng rồi chúng tôi nó quánh luôn cái chỗ đó, nó chiếu ngay chỗ đó luôn. Là mình bực quá mình khiếu kiện. Nhạy cảm khiêu khích. Cả như quay clip bằng điện thoại là đăng được hết gì? Thì chị quay bằng điện thoại không, chứ quay bằng cái gì đâu. Có thể ngày này quay vài cái. Mới mốt phải cho xin coi là bài giảng bài tập thôi, ngắn ngắn. À, tức là quay mình làm đó hả? Ừ. Đâu, tắt nó về nhà coi. Xong rồi lên lớp quăng cái bài kiểm tra ra, thằng nào mà coi đủ 5 điểm thì thôi. Không, cái đó thì bài hay quá. Mình không cần nó làm vậy, chỉ cần mình làm. Quay cho ai cần thì coi. Tự người ta tới, người ta coi, ta cảm thấy hay, cảm thấy có ích thì họ kéo vào họ coi. Chứ mình dùng cái luật kia nó lên nó tố cho gì có nhục. Có nghĩa là dạng như bây giờ cũng bài đó thầy giảng rồi, bây giờ mày kêu thầy giảng lại thì nó cũng y chang vậy thôi. Thôi thì mày mở lên này mày coi thầy giảng từng bước. Thầy có thể giảng vậy. Gì vậy á? Giảng, nếu mà giảng toán thì cần phải quay cả cái bảng. Quay như con Tuấn Ngọc á, coi con Tuấn Ngọc mình coi cái view của ổng. Đứng làm sao mà thấy được cái ngựa người trên cái bảng. Chứ còn nếu mà cái bảng không thì chát, người ta không muốn nhìn. Còn với cái mặt mình không nói nó không hiểu, cho nên mình phải vừa nói có mặt mình và người diễn tả trên đó. Thì ý là bên phòng bên nhà em có cái bảng thì đó, thì đó mình để cái góc máy làm sao mình mua cái chân vô mình chăng. Ủa mà nếu như vừa quay mà vừa coi thì mình quay gì được không ta? Mình quay camera trước. Camera trước thì nó lại không có bóc cái góc rộng, như nó sâu nó không đẹp, nó không sắc nét mình em camera sau. Lúc quay thì đâu có cái gì mà trực tiếp thì đâu. Không, quay thì cứ quay đi, nói sai thì mình vô mình sửa, mình cắt lại. Còn cái camera sau thì mình đứng ở đó, xong rồi coi xét máy xong, mình vô mình quay thử. Quay thử mình coi coi là có bị mất đầu, mất đuôi không. Để sau đó ok rồi thì mình biết cái vị trí đó rồi thì mình cứ đứng đó mình nói thôi. Mình tưởng tượng dưới có người thôi, cần gì phải nhìn camera. Cần tưởng tượng đâu nè, con nè. Mà với lại cái lĩnh vực này là chắc chắn nó khô rồi đó, là nó sẽ rất kén người coi. Nó còn một ngày đẹp trời nó nhưng lên vai rồi đó là hên xui. Ổng như ông kia ông đi 6 năm bây giờ người ta mới biết là vậy. Ông đã tốn 6 năm chứ đâu phải tự nhiên ông đi cái người ta thấy đâu. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi, mình cứ làm thôi, làm không phải là để làm kiếm tiền gì hết. Còn giảng dạy đó thì nó chả có ảnh hưởng gì tới bản quyền, đừng có chèn nhạc rồi được rồi. Trên đó chỉ dính nhạc. Như vậy về lâu về dài là không thể nào mà dạng mà dạy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lúc cũng mệt đi. Mặt điểm như nó bây giờ là dễ mặt quá. Chọt hai cái chân xong, cho nó đứng lên nó dựa vào người mình, thế là mình sách vần lên xong, không cần phải lật lật vặt vẹo đâu, đúng không hả? Bữa nay là mặt đứng đó. Nhìn đứng được. Đứng cho nó đứng được rồi. Về con mẹ đâm đầu. Đứng lên cái là mặt quần, mặt điểm như là đứng hết. Hồi sáng này lúc mà ảm nó ra để nó xuống nó không chịu ngồi. Mà nó cứ thẳng cái chân vậy nè. Em nó ngồi xuống đàng hoàng ngồi chứ thẳng cái chân vậy. Cái chân nó không chịu cong xuống cong cho nên nó không ngồi được luôn. Nó gồng cái chân. Bỏ nó đây. Sắp cái chai ớt về ha. Dạ. Mấy cái chai ớt nó về mà. Dạ. Dạ nha, dạ nha. Thôi bạn vô, bạn vô. Ôi vui, đứt tay rồi. Cào cào thì nói đi. Đến. Chiều nay nấu cơm ăn được rồi. Hả? Ngoài tính ăn mà quên.